Trong tập trước của Lựa Chọn Số Phận, anh vừa nộp đơn xin nghỉ phép. Anh mà cũng biết nghỉ phép á? Con người chứ có phải máy móc đâu mà làm việc mãi được. Sao thế? Vụ tai nạn giao thông gây chết người do chính quyết tử của ông gây ra thì ông phải thương lượng với tôi ngay. Ông đe dọa tôi đi à? Tôi biết ông có thể làm được rất nhiều việc, nhưng chắc chắn có những việc ông không dám làm như tôi đâu. Cái này hút lên, cậu đi dở trò ăn cháo đá bát ra với tôi đi hả? Cậu sẽ phải trả giá đấy. Cháu xin lỗi, nhưng cháu đang chọn cách hành xử theo đúng lương tâm và trách nhiệm của mình. Ôi bố ơi, bố ơi, y tá, bác sĩ đâu rồi? Việc Bích xin nghỉ phép không liên quan gì đến tôi. Tôi chắc chắn là cậu và Bích đã có bàn bạc với nhau rồi. Anh Cường, nếu cô chủ Thiên Trang biết thì cô ấy không vui đâu. À, bố ha, tôi không cho phép anh chỉ vào mặt tôi như vậy. Anh có biết con mèo bắt được con chuột tại sao nó không giết ngay không? Là bởi vì nó thích vờn, thích chơi cho đã. Con kia, thấy đâu? Ui, đúng rồi đây. Tiền của tao bao lâu rồi đã? Cái anh là ai tôi không biết. Mày lỡ tiền của tao bao lâu rồi? Ăn tiêu nhau, bao lâu đã? Tôi có phải người đấy đâu. Cái nhầm người rồi. Không nhầm. Cảnh giác. Nào, chuyện gì đấy? Tôi phải đi. Ngọc. Anh Cường, em về đây công tác. Tự nhiên hội này xuất hiện, tôi bảo là em đang ăn cắp tiền của họ, lừa tiền của họ. Em không hề biết gì cả. Ai lừa mày? Các anh bình tĩnh. Nếu như có vấn đề gì, các anh có thể nhờ cơ quan pháp luật can thiệp. Tuyệt đối không đe dọa, uy hiếp người khác như vậy. Điều của mày, việc của mày. Tôi cảnh cáo anh, cảnh cáo các anh. Nếu còn có hành động như vậy nữa thì tôi sẽ dùng khả năng tự vệ của mình. Thì vậy thôi. Đừng đánh nhau mà. Ôi, đừng. Thôi, nhớ tao ấy. Đi. Đâu anh? Các anh chị cũng nên đi mau đi, không bọn nó quay lại phiền phức lắm đấy. Cảm ơn các anh. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh có sao không? Anh không sao. Chắc là để hôm khác nói chuyện. Hôm nay em phải đi luôn rồi. Bye bye. Alo. Bố tôi mới mổ xong, đang nằm trong phòng hồi sức. Nếu muốn nói chuyện gì, hãy để ông tỉnh lại rồi nói chuyện có được không? Ok. À mà này, cho tôi gửi lời thăm đến Hằng. Chị có mệt không? Chịu được. Tranh thủ chị xuống ăn gì đi, rồi lên trông bố cho em. 30 phút nữa em phải chạy về Tân Phú, có việc gấp. Việc gì? Quan trọng không? Quan trọng. Thế thì việc giải quyết nhanh đi, xong xuôi phải qua lại đây ngay đấy.